các bạn đã quay trở lại YouTube Công ty Nhạc Việt và Facebook Bảo Nhạc Việt Vũ trong cái tuần lễ chúc mừng sinh nhật của Công ty Nhạc Việt. À, tôi vẫn lên tiếp những cái món để cho các bạn ha hồ chạy theo Nhạc Việt luôn, đúng không? Mấy bữa nay là các bạn chạy theo Nhạc Việt trong trên bỏ hơi tai chưa? Bây giờ chạy tiếp tục, ha. À. Rồi, Hôm nay tôi sẽ thanh lý năm món cho các bạn. À gồm cái nhạc cụ Và âm thanh luôn nha. Các bạn ơi, những cái hàng thanh lý thì uh, có những cái nó nằm mà uh, vẫn còn nằm trong kho, ví dụ chẳng hạn như còn 5 cái hay 10 cái tôi sẽ nói gần 5 cái hay 10 cái. Thì cái đó nó là mới. Nha, nằm trong kho là là mới, nhưng mà nó đã đó, tôi không nhập nữa chẳng hạn như vậy. Có những cái là hết sản xuất cái model đó luôn rồi mà tôi không nhập luôn và nó là hàng trưng bày. Nó còn một cái. Nên thành ra nếu bạn nào muốn mua cái hàng mà trưng bày hàng còn một cái hay hai cái duy nhất mà tôi đã nói trước rồi đó là hàng trưng bày. Thì nếu các bạn thích thì các bạn thì uh, nếu các bạn thích thì chúng tôi sẽ gửi cái hình thật thực tế cho các bạn để các bạn coi nếu các bạn ở xa không đến được thì chúng tôi sẽ gửi hình thực tế và nếu nó có chày hay nó bị xước chỗ nào chúng tôi sẽ chụp rõ cái chỗ đó cho các bạn nếu các bạn thích thì các bạn hãy order nếu có nào không thích thì đừng mua à, mua về cái nói ôi anh ơi sao bướm là anh nói cái này nó là, 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 là mới tin không hàng thanh lý là nó là như vậy các bạn à đương nhiên hàng thanh lý thì giá nó sẽ rất là rẻ hơn cái hàng bình thường à rồi thêm một điều nữa như vậy là để tránh cái tình trạng mà trước đây chúng ta đã từng bị đó là khi các bạn nói à, các bạn à, muốn mua cái đó các bạn nói à mình muốn đặt cái này nhưng các bạn không để lại số điện thoại lại các bạn cứ nói là ok inbox cho mình thì vấn đề nó nằm ở thì chúng tôi không có kết bạn hết tất với tất cả mọi người ở việt nam được nên là khi chúng tôi inbox cho các bạn có một số bạn rành vi tính Rành công nghệ thì các bạn sẽ biết mở cái tin nhắn chờ nhưng mà có số nhiều bạn không biết bạn thân tôi nhiều khi tôi cũng không biết Tôi đâu nhiều khi tôi cũng đâu mở tin nhắn chờ đâu Có rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi Mà tôi cũng đâu được biết mở tin nhắn chờ đâu Cái một ngày đẹp trời Cái tự nhiên chúng tôi sẽ nhận được Những cái cú chắc móc rất là Kiểu như là Ủa nhạc Việt nó khinh thường khách hàng nó hay sao á Mình nói nó là mình muốn mua Mà không thèm trả lời mình Không phải chúng tôi rất là Trân trọng các bạn Chỉ có cái là nhiều khi chúng tôi nhắn với các bạn mà chúng bạn không biết nhờ mở tin nhắn chờ ra là thua Nên Nên Bây giờ Chúng tôi không nhận nhắn tin nữa Tại vì nhắn tin như vậy Nhắn qua nhắn lại nhắn qua nhắn lại Nó rất là mất thời gian Các bạn muốn mua Các bạn cứ còm Chẳng hạn như tí nữa tôi sẽ Nói chẳng hạn như cái Mixer chẳng hạn Mixer model gì đó Tôi muốn mua mixer này và số điện thoại của tôi là số này. Thì chúng tôi sẽ gọi lại cho các bạn. Và như vậy là nhanh nhất. Chứ không có là mình không... Có... Rồi mình cứ nhắn tin nha, nhắn tin lại. Và các bạn thông cảm. Chúng tôi cũng có rất là nhiều việc. Chúng tôi cũng phải sửa soạn hàng để cho các bạn. À, gửi hàng cho các bạn. Và giải quyết tất cả những rắc rối cho các bạn. Đó, nên thành ra. Mình cứ nhắn tin qua, nhắn tin lại. Một người nhắn tin cả tiếng đồng hồ là cái như cả ngày đó chỉ làm được việc là được được có hai ba người ba bốn người là hết ha à, rồi ok như vậy ha ngày mai chúng tôi cũng sẽ nhắc lại cái điều này nữa nghĩa là các bạn muốn mua gì các bạn cứ nhắn là tôi muốn mua cái cái này và số điện thoại của tôi là như vậy rồi chúng tôi sẽ liên hệ lại với các bạn ha thỏa thuận như vậy ha ok rồi mặt hàng đầu tiên cho tôi phép tôi được giới thiệu đó là cái amly cho đàn guitar mấy bữa nay dành guitar la là làng quá trời không có không có không có cho Cho, cho guitar gì hết. Đây, ok, amly cho đàn guitar. Ha. À, Vox Vox thương hiệu đã có 60 năm rồi các bạn. 60 năm nếu các bạn nào chưa biết Vox thì Vox là một thương hiệu của Anh Quốc. Đây là một cái hãng rất là nổi tiếng mà Nếu các bạn coi những cái, cái ba, ba nhạc Queen đó, là Các bạn sẽ thấy Amelie Vox rất là nhiều AC30 Rất là nhiều à, Rồi sau đó thì à, Cọt mua lại hãng Vox này Rồi ok Đây Vox Cái em này thì nó có một cái loa hai tấc là 8 inch các bạn 8 inch à. Và trong này nó có một cái điều đặc biệt à, Nó là một cái amply bình thường Tuy nhiên Nó tích hợp luôn nhiều cái khác Để khi các bạn chơi ở nhà Là đầy đủ luôn Ví dụ như tôi nói là đầy Các bạn sẽ có luôn cả tất cả Tất cả bộ phá tiếng ở trên này à, Các bạn sẽ có các chế độ phá tiếng ở trên này Các cái cái em của Anh Quốc, của Mỹ này kia Nổi tiếng, ví dụ như Fender, ví dụ như Marshall này kia và đương nhiên của Vox AC30 này kia đó Tất cả những cái đó Và Chorus Rồi Reverb, Echo, Delay đầy đủ trong này Và các bạn cũng có thể cắm à, iPhone vô trong đó Cắm headphone để Để chơi Và các bạn có thể lưu lại các chương trình ở đây Có nghĩa rằng các bạn đang có một cái Amli Chơi đàn guitar Và một bộ phá tiếng Ở trong này luôn cục, Cái cục vị phá tiếng đó các bạn đó. Và cái em này Bình thường giá nó đang là 4 triệu rưỡi Bây giờ Chỉ còn có 5 cái trong kho thôi một cái trưng bày 5 cái trong kho một cái trưng bày Đó Giá thanh lý bữa nay Chỉ còn 3 triệu 2 4 triệu rưỡi Chỉ còn 3 triệu 2 Nha các bạn 4 triệu rưỡi Chỉ còn 3 triệu 2 Đó 4 triệu rồi còn 3 triệu 2 Nhắc lại Vox VT 20 cộng nha các bạn À 20 tài, VT 20 cộng Đây VT 20 cộng Đó Và tôi đọc luôn cái tính năng Có 33 kiểu Amly ở trên này 11 kiểu effect của pedal 11 kiểu uh, chorus và delay, ba kiểu reverb, uh, một một bộ cách tiếng ồn và có thể lưu vào 99 bộ nhớ, ok ha. Rồi đây là món đầu tiên. Chỉ còn năm cái trong kho và một cái trưng bày nha các bạn. Những bạn nào muốn mua, xin vui lòng comment VT 20 cộng và số điện thoại của các bạn nhé. Ok ha à. Rồi Sang món thứ hai Thì bữa hôm nọ là Maki Pro Effect V3 10 V12 Đã hết rất là nhanh 10 V3 là 6 triệu rưỡi Tôi xeo xuống 12 V3 là 9 triệu ra Tôi xeo xuống là đã, đã hết rất là nhanh thì có nhiều bạn là cần cái mixer Để hát trong gia đình Hoặc là chơi những cái band nhỏ 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 Band acoustic à, Làm những đám cưới nhỏ nhỏ Và làm xe kẹo kéo à, Miền Tây hay có cái xe kẹo kéo đó Thuê chở nguyên cái xe tới Rồi cho người khách hát này kia à, Thì bữa nay tôi thanh lý luôn cái này cái này chỉ cần có chừng khoảng chục cái thôi Mười cái ở trong kho à, Mấy em nó quên bán bởi vì nó bán mắc kì nhiều quá nên quên bán cái này. Anto nha. Thì cái Mr Anto này đây hình ảnh ở đây các bạn. Đây. Mr Anto này các bạn sẽ có cái gì? 1 2 3 4 5 6 7 đường micro. Các bạn có thể cắm được 7 cái micro và 12 đường live. 12 đường live nha các bạn. Đó, trong đó thì bốn cái đường đầu là mono và bốn cái đường sau là stereo. Chính vì vậy nó ta mới gọi là 12 đó các bạn. Và hoặc là các bạn có thể cắm bảy cái micro và có thể mấy cái đường line đó là các bạn cắm CD hoặc là iPad gì đó. Thì cái này đó như vậy thì với cao kê ở nhà hoặc là với uh, band nhỏ acoustic thì quá tuyệt vời rồi đúng không? Bốn cái đường đầu có compressor sẵn ở trong này luôn à, ba tôn hai mid lô để cho chỉnh trap mid bass rồi có effect sẵn trong này luôn trong này có 100 chương trình effect của michael Microvert. Alasis Microvert nha các bạn. Đây người ta ghi cho này sẵn luôn à. Alasis Microvert 100 chương trình. Eco echo cộng reverb. À, ecoplec. Rồi, echo dành cho ca vocal, small room, à, large hall. Đó. À. Và có equalizer luôn 2 4 6 8 9 cần equalizer ở đây. 9 cần equalizer này các bạn có thể để cho dành Man chính hoặc để cho dành monitor đều được hết đấy các bạn. Nhá. Và cái mixer này Trước đây tôi đã sale nó với giá là 5 triệu 9 rồi Tuy nhiên Chỉ còn có vài cái thôi Nên tôi quyết định bán hết Thanh lý luôn hàng tồn Tuy nhiên nói luôn Thanh lý luôn rồi tôi bỏ hãng hàng, hàng tồn luôn Tôi không nhập hãng hàng, hàng tồn nữa Thanh lý luôn Thì cái này là một cái cơ hội rất tốt cho những bạn nào Đó Muốn mua Thì đây là một cái cơ hội rất tốt Bởi vì giá nó rất rẻ chỉ có 4 triệu chính các bạn. 4 triệu chính. Tới thành lý lột. 4 triệu chính. Anto. Lai. Like, 1, 2, 0, 2. 7 đường micro. 4 đường steel. 100 chương trình effect. Của Alasit. Alasit nha các bạn. Chứ không phải là của của nó. Alasit. 9 cần equalizer. 4 cái compressor. Và thanh lý chỉ có 4 triệu chính. Cái này cũng chỉ còn có vài cái thôi, không cần nhiều đâu nha các bạn. Không cần nhiều. Nên các bạn muốn thanh lý thì các bạn còn. Anto Live 1202 và số điện thoại của các bạn nha. Ok. Rồi thêm một cái nữa dành cho dành guitar. Thứ ba Đó là cục metronome để cho tập Nói thiệt với các bạn Ngày xưa khi tôi còn nhỏ lúc học đàn Tôi học đàn piano Cô giáo luôn luôn bắt tôi phải đánh đàn với cái metronome Metronome cái thời của tôi là cái thời bảy mấy Bắt đầu tôi, tôi học là 4 tuổi là năm đó là năm 78 Thì ba tôi đã kiếm cho tôi được một cái metronome về sau này thì khi học vật lý là cái là cái quả lắc à quả lắc quả lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại đó Nói thiệt đó các bạn Tôi là một cái thằng nhóc Rất ư là nghịch ngợm Nên tôi rất ghét những cái gì mà nó Có tính chất là nó giữ chân mình Cứ gõ qua gõ lại gõ qua. Và bà cô bà cứ bắt mình Phải đánh đúng y chang như vậy Không đánh y chang như vậy Là bà quất một cái Cái cây vô tay bàn tay lên cái cốt À tôi rất là ghét cái metronome Nhưng về sau này Khi tôi học nhạc Jazz, họ nhạc funky, tất cả disco này kia. Nó có rất nó xanh cốt rất là nhiều, nó dằn rất là nhiều thì tôi mới biết ơn những người ngày xưa đã dạy tôi và bắt tôi đánh đúng metronome. Bởi vì lúc đó nhịp của mình nó mới vững. Còn nếu mình đánh lúc đó mà mình đánh theo cái cảm tính của mình thì lắm 1 2 3 tát 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 là coi như là mình dằn mấy cái đó là coi như là rớt lên bờ xuống ruộng luôn các bạn nên thành ra tôi nghĩ tôi không cần nói nữa về cái metronome à đây là một cái metronome bỏ túi rất nhỏ thì bỏ trong cái túi quần tập bất cứ đâu cũng được nhịp à nó có loa nó luôn à, và có beat beat là chỉnh hai bốn ba bốn 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 năm 5, 4, 6, 4 này kia đó đó các bạn 7, 4 Và các bạn có thể thay đổi tempo Đương nhiên rồi ha Xài pin Và cục này Nó còn vài chục cục gì đó Thì tôi sẽ thành lý nó với giá Vừa bán Mà vừa tặng luôn Đó là với giá 60 ngàn Vừa bán vừa tặng 60 ngàn Ok chưa Đương nhiên các bạn vẫn có thể nói Ok Tôi có thể dùng cái app ở Trong điện thoại cũng có vậy App nhân điện thoại cũng có Ok cũng được Nhưng mà cái này tôi nghĩ 60 ngàn quá rẻ Ok chưa Thì nếu các bạn thích Thì các bạn comment vô Cherub Hoặc là metronome Hoặc là WSM gì đó Tùy theo à, 012 WSM 012 Và chỉ có 60 ngàn Má ơi Sáu chục ngàn Sáu chục ngàn Quá rẻ đúng không Vừa bán mà vừa tặng Ok ha Rồi Món thứ tư Hôm nay Lại là một cái của Anto Cái này tôi cũng chỉ còn có vài cái thôi Nên tôi thanh lý các bạn biết rồi trong thời gian vừa qua tôi lên một loạt video ít nhất là cũng 5 cái video nói về cái vụ chia âm thanh làm 3 tầng, 2 mid low. Bây giờ có rất nhiều bạn đã theo tôi làm âm thanh 2 mid low và rất nhiều bạn đã gửi lời cảm ơn đến tôi. Tôi cũng rất vui, rất là hạnh phúc, rất hãnh diện khi giúp các bạn làm cái điều đó. Thật ra thì à, tôi chỉ là người truyền tải thôi à chứ tại cái vụ mà ba quay tôi nói thiệt với các bạn chả phải là một cái gì lớn lao cả tôi cũng không có phát minh ra cái đó các bạn tôi không phát minh ra đó mà mình thật ra mình nói mình đi trễ hơn thế giới quá quá lâu quá xa quá nhiều nên khi tôi là một người bán hàng tôi muốn tôi mong muốn cho những khách hàng của tôi có thể có được những dàn âm thanh mà có thể bảo vệ được cái dàn âm thanh của mình các bạn đầu tư ít hơn nhưng sẽ bền hơn à, cái nhiều bạn không tin nói làm sao đầu tư ít hơn được tôi nói thiệt với các bạn bây giờ như vậy nhá nếu các bạn đánh full ran bass trap đánh chung một cái man à các bạn nghĩ là các bạn đã tiết kiệm được một cái man cho loại trap nhưng mà bởi vì tiếng ca Nó ra nó cái bị đè hoài à, Tiếng mít nó ra nó cứ bị đè hoài Nhất là tiếng hai mít nó ra nó bị thiếu Nên Các bạn thứ nhất là các bạn phải làm gì Các bạn phải mua cái cụ trap to hơn À Cụ trap to hơn Rồi phải lo lắng về cái tụ cản bên trong Cái crossover bên trong À Đó là điều thứ hai Điều thứ ba các bạn quánh cháy trap hoài loa trap bị cháy hoài, đó nên là nó mới dẫn đến cái điều thứ hai. Rồi các bạn khi thấy cái tiếng ca nó nhỏ, các bạn phải đầu tư thêm cái loa ca nữa. À, khi các bạn đầu tư thêm loa ca nữa là cái xe của các bạn, các bạn cũng phải làm cái thùng xe to ra, nhân công của các bạn cũng phải nhiều hơn, các bạn cũng phải vang vác nặng hơn, nhà các bạn cũng vậy phải chứa nhiều hơn. Dạ, yeah, khổ chưa? sau khi làm ba way. bởi vì cái loa trap nó được tách biệt riêng ra cái loa mít tách biệt riêng ra lúc này tiếng ca nó ra rất là rõ và rất là xa nổi bật lên nên cái số thùng loa ít lại cái men thêm có loa man. thêm cái man của cái loa trap nhưng các bạn sẽ bớt cái man của cái loa tổng à, ví dụ giả sử vậy thì và loa trap lúc này các bạn không cần dục luôn cái crossover ở bên trong thùng đi các bạn không cần nữa bởi vì các bạn dùng cái crossover ngoài này rồi à, Các bạn dục luôn cái crossover bên trong thùng Các chị đầu tư cái crossover bên ngoài này Trước đây là hai quay, bây giờ là 3way Rồi các bạn mua thêm một cho hai cái cái amly cho loài trap Đó, thêm một chút dây loa Và bây giờ các bạn yên tâm hơn rất nhiều À, bây giờ vấn đề nằm ở chỗ Là các bạn sẽ lo cháy loa bass Chứ không phải cháy loa trap nữa Bởi vì lúc này tiếng mid và tiếng trap vượt trội hơn rất nhiều so với trước đây. Lúc này các bạn sẽ thấy thiếu tiếng bass chứ không phải là thiếu tiếng trap nữa. Rồi chẳng hạn như cái loa 4 tấc ở dưới lúc này sẽ thấy thiếu bởi vì nó không chịu nổi cái loa trap bên trên, cái họng trap bên trên nữa. Nên thành ra cái loa bốn tấc bây giờ các bạn phải đầu tư cái loa Black Video hoặc là cái loa Eminem Kappa do cho tiếng ca nó 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 bật lên nó vượt trội hơn rất nhiều rồi Dòng dài chi, đúng không? Thì có nhiều bạn cũng thích cross-server số. Thật ra mà nói cross-server số là cũng ok, cũng rất tốt. Nhưng khi các bạn hỏi tôi rằng giữa cross-server số và cái analog này thì anh thấy cái nào? Ok. Tôi đi xin đưa với các bạn rằng tôi xin đưa với các bạn rằng nếu các bạn không biết dùng cái cross-server số thì các bạn dùng cái cross-server analog này Thậm chí nó còn tốt hơn nữa Cái Samson và cái Anto này Nó còn tốt hơn nữa Tôi nói tại sao nó tốt hơn Bởi vì khi các bạn dùng cái crossover số Nó có cái equalizer hay thế này kia Thì các bạn đã có equalizer rồi Thằng này nó vẫn chia cho các bạn 3 tầng à, hai Mid Low Ở đây nó có cái độ trễ của tiếng cái sub luôn à, à, Độ trễ của sub luôn Cái low frequency nè Delay nè thì các bạn tăng lên dần dần Khi cho đến khi nào các bạn thấy tiếng mid Cái này các bạn cũng chẳng cần phải đo R Smart line gì cho nó khổ à, Các bạn tăng lên Đầu tiên các bạn để không rồi các bạn tăng lên dần dần Đầu tiên khi các bạn để không á, Thì lúc nào cái tiếng sub Nó cũng có vẻ nó đè trội hơn tiếng mid Các bạn tăng lên một chút Thì cái sub nó trễ hơn Thì lúc đó tiếng mid và tiếng trap nó ra chưa nó ra trước một chút, tiếng súc nó ra sau một chút thì lúc đó tiếng ca nó sẽ luôn luôn nó cảm thấy nó nó trội hơn, đó là một cái 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 ấy như vậy. Đương nhiên các bạn có smart light thì nó sẽ tốt hơn nhưng mà thường thường nếu tôi không có smart light thì tôi sẽ dùng cái cách như vậy. Và đây là một cái điều quan trọng nhất. Cực kỳ quan trọng. Tối quan trọng là khi các bạn đánh ba way à thì cái trap nó được tách riêng ra. Thì cái trap của các bạn đó Là nó sẽ Kêu nó sẽ giống như cái đường vàng ở đây nè à, Đường vàng ở đây nó kêu giống như vậy Cái nghĩa là cái phần 2 mít Ở từ một ký 2 đó Cho đến cỡ chừng khoảng 3 ký 4 ký 5 ký Nó trội hơn rất nhiều Để cái đường vàng này các bạn thấy không đó, Nó trội hơn rất nhiều Và khi nó trội hơn như vậy thì các bạn sẽ nghe nó rất chói tai và nó ong ong nhất là với trap dòm nữa là càng ong bạo nữa mà không dòm nó càng ong nữa nó càng lên dày thì các bạn chỉ cần nhấn một cái nút thôi đó là nút cd Horn nút cd Horn cần thần kỳ cd Horn với tắt của chiếc công tăng driver à, thì nó lúc lúc đó thì nó sẽ cắt cái phần hai mít xuống như thế này và đồng thời nó tăng cái phần trap lên cái phần hai twitter lên đó, và nó sẽ làm cho tiếng ca nó rất là mềm và mượt tiếng trap nó rất là mềm và mượt đó. chỉ một nút thần kỳ cd horn nó thôi nhấn vô một cái là nó sẽ không còn nữa đêm hôm qua có một bạn chat với tôi về cái điều đó bạn mua cái loa black video về và bạn gắn vô cái thùng à bạn nói rằng là anh ơi cái cái, cái, cái loạt trap của em nó, nó nó bị à sau khi nghe lời anh đánh ba way bây giờ nó bị à, bị chói quá chịu không nổi tiếng ca nó chói quá tiếng ca nó chói lên quá. À ok, em chỉ cần làm cái CD horn giống như anh như thế này là tiếng ca nó sẽ đẹp và bây giờ để tối nay đêm nay coi bạn ấy sau khi bạn làm cái kết quả như thế nào. Nhưng mà tôi cam đoan với các bạn là kết quả là tốt bởi vì tôi cũng đã phải làm như vậy. ha. Đó, đây là CD horn VQ. Và cái Anto 2304 này thì cũng không còn nhiều cũng chỉ còn cỡ chừng khoảng một chục cái thôi à giá thanh lý bữa nay chỉ còn là hai triệu rưỡi cho nó hết loạn luôn ax hai ba bốn ax hai ba bốn hai triệu rưỡi các bạn việc gì các bạn phải đi mua đồ giả làm chi đúng không đồ giả người ta gắn một cái thương hiệu rất nổi tiếng vô trong đó à và người ta bán dụng 2 triệu rưỡi các bạn chỉ thêm một triệu một triệu mấy nữa thôi các bạn mua hàng thiệt nó khác hẳn một trời một vật à khác hẳn một trời một vật khác hẳn ngày xưa tôi 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 cũng thấy có nhiều bạn à, thích cái à, hãng này hiệu này hiệu kia cái về sau này tôi mới à, tôi mới thấy đó là giữa một cái hiệu cái tên thương hiệu đó, nó nó khác nhau ở cái chỗ là cái cái thương hiệu đó thôi mà thật ra mà nói những cái đồ mà khi mà người ta đã muối mặt người ta làm giả thì cái những cái hại những cái xưởng đó thì thật ra cái chất lượng mà nó không có ra gì bởi vì nếu nó ra gì thì nó sẽ không bao giờ làm giả các bạn bạn cứ tin tôi đi điều đó là điều thật sự luôn và bạn thấy như chẳng hạn như các mấy ông cụ sâm mấy ông Hàn Quốc đúng không? Samsung, LG đúng không? Samsung và LG nó đâu có thèm làm giả đâu Hàn Quốc. Nó đâu có thèm làm giả những hãng của Nhật đâu. Đặt tên sẵn sàng Samsung, LG và nói cho các bạn biết bây giờ cái Samsung nó đã lớn hơn Sony, nó đã lớn hơn JVC, nó đã lớn hơn Panasonic, lớn hơn tất cả những cái hiệu của thương hiệu điện tử của Nhật mà tôi đã từng biết lớn hơn rất nhiều lần. Các bạn Google các bạn biết rồi đúng không? Samsung lớn hơn rất nhiều lần. Vậy thì đừng mua đồ giả các bạn. Nói thiệt thật sự mà nói, không phải tôi nói thiệt với các bạn, nếu tôi bán đồ giả tôi cũng sẽ có thể có lời hơn. Nhưng xét đi xét lại mình khi mình bán đồ giả, cái uy tín của mình rớt xuống, cái số lượng của mình bán ít đi hết rất nhiều. À, mình có thể lời một món hai món lời nhiều hơn nhưng mà cái số lượng của mình bán à, cái số lượng của mình bán là tôi bán lời ít hơn nhưng cái số lượng tôi bán nhiều hơn thì cái số lượng nhân với cái tiền lời ít nó sẽ vẫn nhiều hơn cái tổng số nó vẫn nhiều hơn là cái số tiền mà lời nhiều của cái đội giả à, Rồi đó là cross server bao way 3 tầng cái này có thể hai tầng 3 tầng hoặc là 4 tầng nhưng khi mà bạn làm bốn tầng thì nó là mono nha các bạn. À đây nó còn thêm một cái chức năng nữa nó có lim limiter ở cuối cùng này nha các bạn. À limiter nha. Yeah. À, thêm cái chức năng limiter nữa, tôi quên. Rồi, nếu các bạn muốn mua AX2304 và số điện thoại của các bạn. À và món cuối cùng ngày hôm nay cái này chỉ còn một cái duy nhất tại showroom tôi trưng bày gần mùa Halloween rồi à nên thành ra lên một cái đàn bát hình con dơi chơi vậy đó LTD của ESP nhìn dáng là thấy là thấy gian hồi đúng không hai cái pick up à, hai humbucking à, bốn giây AX một lẻ bốn một cái duy nhất tại showroom à nên mà nhanh tay là mua là là xong luôn á Cái này hiện tại đang showroom đang bán với giá là 7 triệu rưỡi Nhưng bữa nay tôi sẽ sell với cái giá hết hồn luôn 3 triệu chín Bởi vì nó còn một cây duy nhất Cây trưng bày tôi nói trước Cây trưng bày nha chứ không phải là cây mới tinh nha Cây trưng bày Cây duy nhất Và màu đen thì cái đàn mà như thế này mà là màu hồng là coi kỳ lắm á nha. Hay bữa này, bữa nào thích sơn xanh đọt chuối là coi nó kỳ lắm á nha. Nhưng mà cuộc chuyện đó là chuyện của các bạn. Các bạn muốn xanh đọt chuối cho nó nổi giữa sân khấu cũng rất là hay. Nhưng đây là một cái dáng rất ư là giang hồ. Đúng không? Ok. Nhiều khi mình bằng cầm cái mặt, mình cầm cái đàn màu đen như vậy, rất giang hồ như vậy, mình đánh nhưng mình mặc cái quần màu hồng nó mới độc đó nha nha mặc cái quần màu hồng cái áo màu xanh lá trời ơi tôi nói là má ơi nó nổi giữa sân khấu luôn ca sĩ nào lên cũng cũng thua mình hết trơn ba triệu chín cây đàn cuối cùng nha ok rồi tổng kết lại năm món ngày hôm nay vt 20 mươi cái em có effect này kia nha rồi Mr. Anto Live 1202 100 chương trình Của Alasis. Apex của nó khá là tốt nha các bạn Rồi cái metronome Trời ơi giá Giống như là tặng luôn các bạn 60.000 server 2way, quay, 3way hoặc 4 quay, Có một cái nút Thần kỳ đó là CD-Horn Sẽ làm cho tiếng ca rất ư là đẹp và cái bass cuối cùng Màu đen à, Chỉ bán cho ai mặc quần màu hồng à, 3 triệu chín Rồi đó là năm món ngày hôm nay Hẹn gặp các bạn vào ngày mai năm món kế tiếp Các bạn nhớ theo dõi Youtube của công ty Nhạc Việt Facebook Bảo Nhạc Việt Vũ Facebook công ty Nhạc Việt Chúng tôi đều có những món hàng rất hời cho các bạn mỗi ngày chào các bạn chúc các bạn một ngày tuyệt vời